2023 do nhà Việt Nam tổ chức. Mời anh Hoàng Long. Thứ nhất là tôi cũng xin lời thân quý là cảm ơn quý vị đã với chút thời giờ tham dự cái buổi cơm thân mật ở chúng tôi đang tổ chức hàng năm. Đây sự đóng góp của rất là nhiều người, không phải nhà Việt Nam hay không, rất là nhiều người trong tất cả tình nguyện viên và rất nhiều từ cá nhân, đến cơ sở thương mại, đến hội đoàn để đóng góp trong buổi tiệc ngày hôm nay. Thì hôm nay chúng tôi nhận thấy là chúng tôi có mời 4 hộ cao niên rất là hân hạnh, mời 4 hộ cao niên từ bên Virginia, bên Maryland. Chúng xin giới thiệu hộ thứ nhất là hộ cao niên vùng Hoa Thành Đốn. Đây là hộ lớn nhất của vùng chúng ta, đã 46 năm thành lập. Còn vừa rồi chúng tôi có được vinh dự tham dự cái buổi lễ kỷ niệm 46 năm của họ. Cái hội thứ hai chúng tôi giới thiệu quý vị đây là hội MAVA, hội Ái hữu người Việt Maryland, cũng 42 năm sinh hoạt trong vùng cộng đồng. Hiện tại là cô cũng support, cũng là hiệp trợ với nhà Việt Nam rất nhiều, mà chúng tôi cũng nhiều cái công tác từ về giáo dục, y tế và xã hội, chúng tôi làm việc rất nhiều với cái hội MVMA. Và chúng tôi giới thiệu cái hội Ba Gia của ông Bùa Văn Hùng. Ông Văn Hùng cũng mới tới đây hôm nay ha. Thì hội này cũng được là đúng 13 năm đó, cũng sinh hoạt tại vùng Maryland chúng ta. Và hội thứ tư là chúng tôi giới thiệu là hội Happy Life, là hội này mới thành lập được 1 năm. Mục đích chúng tôi tổ chức ngày hôm nay là kêu gọi 4 hội tới đó, để chúng ta có cơ hội mà trao đổi nhau. Chúng tôi muốn làm cái nhịp cầu nối với nhau để chúng ta cùng chia sẻ những cái việc mình làm, chia sẻ cái công tác mà chúng ta tại cộng đồng chúng ta. Chúng tôi giới thiệu chị Nhi mới tới, trời ơi.
Từ đại diện nhà Việt Nam là có cô nhà văn Lê Thị Nhiền, cũng có nhà văn Hồng Thủy và các giáo sư Kim Oanh ở bên nhà Việt Nam. Và các anh em của nhà Việt Nam bắt chấp hành. Vâng, thưa anh Hoàng Long và tất cả các quan khách nữa chứ? Chưa giới thiệu xong, vâng, và nhiều lắm. Thì quan khách chúng tôi có hạn chế một số người, thì trong đó chúng tôi sẽ có ông Đạo Hiếu Định, ông Lê Thiệp, ông Nguyễn Mộc Trinh, ông Phan Không, nhiều lắm, chị Bạch Mai, đến những người đã cùng với chúng tôi cả mấy chục năm nay sinh hoạt tổ chức công tác cộng đồng, về từ đấu tranh đến xã hội. Và điều đặc biệt chúng tôi cũng cảm ơn, thành cảm ơn chúng tôi cảm ơn là bên Liên đoàn Sài Gòn, phải nói là ngay hôm nay là mấy cháu cũng tham gia rất là nhiều, mà trong mấy năm qua chúng tôi nhà Việt Nam với Liên đoàn Sài Gòn tham gia nhiều công tác về y tế cũng có, về giáo dục cũng có, về xã hội cũng có. Nhân đây rất là cảm ơn các cháu, cảm ơn các chữa đã luôn luôn là sát cánh với nhà Việt Nam trong các công tác. Và hơn nữa là những các tình nguyện viên, mỗi lần một cái event nào, một cái tiệc nào hay là một tổ chức nào đó, nhà Việt Nam kêu gọi rất là nhiều tình nguyện viên. Chúng ta thấy là khoảng mấy chục, có khi cả trăm người cùng tham gia với nhau, rất vui. Từ bên đồ, bên nhà bếp, bên phát đồ thực phẩm, bên y tế, bên giáo dục đều có những cái ban hết, những cái trưởng nhóm hết. Nhân đây chúng tôi cũng đại diện nhà Việt Nam cảm ơn tất cả mọi người. Và đặc biệt hơn nữa là chúng tôi sẽ cảm ơn ban chấp hành nhà Việt Nam. Xin mời chị Hà Vân trước nè, chị Thanh Thúy, chị Đỗ Như, để anh Sơn Tăng, chị Vân đâu, anh Tuấn, Tuấn đó rồi, anh Bình, với anh em cùng nhau làm trong hơn cả chục năm nay, tôi rất là vui. Mà đối với cá nhân tôi học hỏi rất nhiều với anh chị ban chấp hành về tinh thần chia sẻ nhau, về tinh thần đoàn kết, tinh thần khiêm nhường và tinh thần làm việc tất vụ lợi. Đó là chúng tôi rất là, đối với cá nhân tôi rất là cảm ơn với anh chị. Không biết nói gì hơn là chỉ một lời cảm ơn thôi. Sơn Tăng nói trời ông quên. Trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Kính thưa quý vị chủ tướng, kính thưa quý vị quan khách, tôi rất cảm kích được ban tổ chức như là ban chấp hành được nhà Việt Nam mời lên đây để phát biểu vài cảm tưởng về sinh hoạt của nhà Việt Nam. Tôi nhớ lại ngày xưa khi nhà văn Hà Vĩnh Trung đứng ra chủ trương và thành lập nhà Việt Nam. Tôi thấy đó là một bước tiến rất hay, vì đó một bước khởi đầu những sinh hoạt văn hóa xã hội cho cộng đồng người Việt chúng ta trong vùng có thể đốn Virginia, Maryland. Từ đó cái sự phát triển của nhà Việt Nam do nhà văn Lê Thị Nhị tiếp tục đảm đang, kế đến sự dấn thân của giới trẻ như anh Hoàng Đức Long, tôi cảm thấy bước tiến của nhà Việt Nam không ngừng mà còn tiếp tục phát triển. Nhất là nhà Việt Nam phát triển qua cuộc Maryland này. Anh Hoàng Đức Long tôi đã gặp từ khi anh bắt đầu dấn thân để sinh hoạt chung với Liên hội của chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa vùng Bắc Trung Bộ và phụ cận, lo cho những món quà của người chiến phía binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở Việt Nam. Anh đã sốt sắng đứng lên cùng một số anh em trẻ đã đem được những món quà rất là quý báu cho những phụ quân dân ở miền Tây Việt Nam. Đó là những vấn đề tôi thấy rằng tương lai của những người Việt ở hải ngoại không thể nào được tiến mãi. Đến giờ phút này với sinh hoạt của nhà Việt Nam ở Maryland, với những cái việc phát quà cho đồng hương mỗi tháng hay là mỗi tuần, cùng với những sinh hoạt văn hóa xã hội lo cho vấn đề huấn luyện phát triển về kỹ thuật,
tôi thấy anh Hoàng Đức Long thật là đáng khen ngợi, vì anh đã dấn thân mời gọi được tất cả giới trẻ, những người có thể tiếp tay với anh trong những sinh hoạt xã hội, từ thiện hay là những vấn đề. Tôi thấy rằng là chúng ta phải rất khen ngợi và vinh danh với những sinh hoạt ngày hôm đã qua, cũng là sinh hoạt mừng Giáng sinh ngày hôm nay. Tôi được phép gửi đến Hoàng Đức Long, Ban chấp hành nhà Việt Nam ở Maryland, nhà Việt Nam Virginia cùng toàn thể quý vị quan khách những lời chúc Giáng sinh tốt lành, an vui và luôn khỏe mạnh. Xin trân trọng chào mọi người quý vị. Việt Nam, chúng tôi sẽ hát nhạc phẩm Nhà Việt Nam. Xin mời các anh chị em.
Và để tiếp nối chương trình là nhạc phẩm Về Đây Nghe Em, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Quang Lộc, được gửi đến quý vị qua tiếng hát trầm ấm của anh Hoàng Đức Long. Xin mời quý vị một tràng pháo tay cho anh Long. Hoàng Long hát được thì tất cả mọi người đều hát được. Khổ như vậy đấy chứ. Ráng hát thôi. Tôi xin mời quý vị thưởng thức bài Về Đây Nghe Em. Vâng. Thank you.
đem ăn xa hơn hoa trên trời. Dài bao đời cho ta kim cầu yêu thương. Tình tình xưa ta chưa mang theo khi ngã xuống. Sông nước buồn chờ lòng người trở về quê hương, chờ hồi về vào dòng suối mát, chờ đất nhà vào lòng dấu cha và nhàn qua xin ta chút ơn hạnh phúc khi đã gặp nhau. Về đây nghe em, nhưng mà anh quên thêm một cái câu nữa là về đây làm việc nghe em. Anh hay gọi anh cứ bảo tụi em là về đây nghe em, tức là tụi em biết là sắp có việc làm rồi đấy, bảo anh. Giờ đó mới người thấy bà đang gọi là anh sợ đó. Trời ơi, anh đang là giao việc đó rồi. Nhưng mà tụi em cũng rất cảm ơn anh Long. Và anh Long là một người hướng dẫn. Và như là leader, một cái người mà hướng dẫn tụi em, làm rất là nhiều việc, cảm ơn anh. Dạ, xin đại diện anh các bạn. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, trước khi tiếp tục chương trình văn nghệ thì Đỗ Như cũng xin cảm ơn sự có mặt của SPTN và Việt TV đã có mặt trong hôm nay, trong buổi tiệc của chúng ta ngày hôm nay. Và để tiếp tục chương trình văn nghệ, Đỗ Như xin được giới thiệu một giọng hát rất là ngọt ngào của một người bạn, đó là cô Thủy Tiên. Thủy Tiên sẽ đến với chúng ta với nhạc phẩm Tà Áo Đêm Noel của nhạc sĩ Tuấn Lê. Thank you.
Việt Nam trang trí sân khấu ngày hôm nay đó quý vị. Thầy Thúy xin thay mặt
Nhà Việt Nam cũng như toàn bộ cảm ơn gia đình Tina và Thanh Hà đã trang trí sân khấu. Bây giờ hai em sẽ mời hai em ra đây. Hai em sẽ hát nhạc Giáng sinh Christmas Carol cho quý vị nghe cho không khí vui lên một tí nhá. Xin mời hai Thanh Hà and Tina. Xin kính chào quý vị và bà con cô bác ở đây. Merry Christmas to everybody. Và bây giờ thì Thanh Hà và Tina sẽ ca một nhạc phẩm gọi là Christmas Carol, tức là những bài nhạc của Christmas nối lại với nhau. Xin cô bác lắng nghe hoặc là đứng ra đây nhảy động nha, vì cái điệu nhạc nó rất là vui nhộn. Disco, please. Xin mời các cô chú bác ai mà thuộc bài thì hát chung với Tina và Sarah nha. Christmas Day, the baby girl in Bethlehem, so the holy Mary, Mary's boy child Jesus.
Lối như xin kính chào quý vị. Và xin chúc quý vị một buổi tối thật vui vẻ, hạnh phúc.
Thank you.
Đỗ Như, Thảo Hỏi Đâu, Cường Trình. Xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trước hết thì mùa Giáng sinh về thì xin chúc cô chú và anh chị mùa Giáng sinh an lành, dồi dào sức khỏe. Cảm ơn Nhà Việt Nam đã giúp để đưa bài nhạc Sông Ơi Chạy Đi để gửi đến cô bác và chị. Cảm ơn cô Đỗ Như đã đồng cảm với bài nhạc và giúp để đưa bài nhạc lên sân khấu hôm nay. Thì Đỗ Như đúng là như một dòng sông. Có hai cách để nói ý nghĩa và nội dung bài này, nhưng mình chọn cách ngắn nhất. Thì cái chọn cách ngắn nhất là mình mượn câu nói của cô Đỗ Như sau khi nghe mình kể lại. Thì sông ơi chạy đi, nó cũng giống như là cuộc đời như những dòng sông, và cuộc sông cũng như những cuộc đời. Thì chỉ có ngắn gọn thôi, nhiều lắm. Xin cảm ơn anh. Và xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Sông Ơi Chạy Đi, phụ sáng tác của anh Võ Cường Trình. Nỗi nhớ thương
sống ơi sống ngày. Sống ơi thôi cứ chạy đi tươi mát cho đồng lúa xanh. Chạy đi dù có muộn phiền, sống ơi cứ chạy chờ ơn trong đời. Sống ơi cứ chạy cho đời chút ơn. Chạy đi sống ơi, chạy đi sống ơi, chạy đi sống ơi, chạy đi sống ơi. Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn thầy. Rồi chúng Thanh Thúy xin phép đọc thêm 10 người kế tiếp. Son Nguyễn hay là Sơn Nguyễn? Son Nguyễn hay là Sơn Nguyễn? Thọ Hoàng thì không biết là Thọ Hoàng hay là Thơ Hoàng, ghi là Thọ Hoàng. Christina Trương, Christina Trương, Christina Trương. Mike Đỗ hay là Mike Do, Do, Do có thể là Do, có thể là Đỗ, có thể là Đỗ. Mike Do. Dạ được. Tôi sẽ trình bày một nhạc phẩm về Thiên Chúa rất chậm rãi, rất là dễ nghe. Xin mời quý vị lắng nghe và xin cho một tràng pháo tay thật lớn đi. Đó là nhạc phẩm Oh Holy Night. Oh, now,
thiệu đến quý vị nhạc phẩm Bài Thánh Ca Buồn với tiếng hát Anh Thoại.
mặt ngày hôm nay. Để chuẩn bị đón Chúa, hãy phát giáng sinh, phát hài sinh ha, hát đặt bài mùa đông năm ấy. Thank you.
Cho đó chúng ta xin hát lại bản nhạc cũ là Đêm Buồn Tĩnh Lẻ. Thank you.
thương em, anh thương nhiều lắm. Em ơi biết cho chăng lên đây giúp cho mà nhạc phẩm rất là vui cho xổ số. Và Thanh Thúy tin rằng tất cả quý vị sẽ biết bài hát này. Lẹ lên, 1, 2, 3. Yes, we're ready. Và Thanh Thúy xin nhờ anh Tuấn, không biết Đỗ Như đâu, Thủy Tiên, để lên mà dò cái người mà chúng độc đắc này cho nó nhanh, vì cái danh sách cũng vẫn còn 165 tên thì rất là khó nhìn. Có một giải thôi. Ô, có hai giải. Chị Hà Vân ơi, cái giải độc đắc gì chị đã kiếm ra rồi, chị đem lên đây được không? Hai giải cho nó vui nha, chứ một người chúng thì cũng một người, những người kia cũng buồn đó. Các cô không? Santa is coming to town. You better watch out. Santa Claus is coming to town. You better watch out. I'm telling you why. Santa Claus is I wanna
cái kết quả của không bỏ dấu vốn. Phú ơi, này chị ghi là ghi chữ in mà PSU là phu. Phú Nguyễn, phu Nguyễn. Nhưng mà con có phải là chữ của em không nữa? Phải coi. Số 32 nè. Ông già nói em đâu có cần quà nhỉ? Chữ ai? Không, người ghi chứ. Ok, quên hôm rồi, bóc một cái khác.